Chúng con thành kính tôn vinh quý tôn đức giáo phẩm ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, riêng đối với chư tôn đức tăng ni đại chúng và toàn thể quý đồng đạo Phật tử chúng ta hiện diện dưới sân của công viên Việt Nam Quốc tử. Trên công viên lễ đài do không gian rất hạn chế, do vậy các vị thực hiện công tác quay phim ghi hình, thực hiện công tác báo chí, quý vị cũng nên giữ trang nghiêm trật tự. A Di Đà Phật, xin chư tôn đức giáo phẩm hoan nghỉ cho chúng con được vài phút nữa để độ định toàn thể đạo tràng. Xin mời các vị trong ban trật tự chúng ta xếp hàng thẳng lối cho tất cả tăng ni Phật tử chúng ta đang đứng ở dưới sân. Các vị trật tự hoan nghỉ xếp hàng cho tất cả tăng ni Phật tử chúng ta ở dưới sân tập nghiêm trang ngay thẳng, và tất cả tăng ni chúng ta hoan nghỉ khi đứng chúng ta nhìn ngang nhìn dọc và nhìn phía trước người của mình để tự sắp hàng cho nó thật thẳng, để hỗ trợ cho bộ phận quay phim ghi hình được trang nghiêm tổng thể. Một lần nữa thì trên lễ đài chúng tôi xin nhắc lại các vị báo chí tác nghiệp, khi chúng ta di dời thì chúng ta hoan hỷ di dời ở những vị trí thích hợp. Đứng hai hàng, đứng sắp hàng hai hàng để đạo tràng được trang nghiêm. Mong các vị trật tự. Chuẩn bị chính thức cử hành lễ niệm hương cho lễ một giờ sáng nay. Do vậy, xin tất cả quý vị xin được trang nghiêm thành tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim thân Thái tử Tức Đạt Ma đã an vị tại lễ đài trung ương của ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Giờ phút này chính thức cử hành lễ tắm Phật, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn trưởng lão hòa thượng chứng minh dân hương tham lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chứng minh chúng con cung kính nghe rằng nơi cõi trời Xuất Đà Thiện Huệ Bồ Tát ứng thời tốt cái thần tượng giáng phó trần gian, tại cung vô tình hoàng ma gia phu nhân cảm mong lành, mang thân thai quang lâm phàm thế, vui mừng thấy hoa đàm đã nở sông núi hoang ca, thiên long rối nhạc các trời rải hoa,
chín rồng tâm Phật tại ta bà bảy nước sinh con cùng vũ trụ màu nhiệm thai ứng linh tức để báo trước nguyện độ sanh hiện hóa thân để mở đầu cứu độ. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch Phật lịch 2561 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh vâng tập lễ đài cung nghinh thánh tượng. Giờ này ca dương công đức bậc thầy ba cõi độc tôn tán tụng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất Nam mô cúng dường Bồ Tát Nam mô cúng dường Bồ Tát Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Chỉ còn đấng lễ dưới cây cơ đàn sanh thị hiền Di Phật, Di Phật, lễ dưới cây vương đàn sanh thị hiện thì bổn sư lên một bấm, 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 lên một bấm,